Tây Du Ký nguyên bản đen tối đến mức nào? Không ai dám xem khi được dựng thành phim điện ảnh và phim truyền hình. Các bạn đã từng theo dõi video về phiên bản điện ảnh Tây Du Ký năm 1927 bị cấm chiếu trên kênh rồi đúng không? Tại sao Tây Du Ký không thể được làm lại theo nguyên tác? Nếu tìm hiểu kỹ hơn mức độ kinh dị và u ám của nguyên tác thật sự khiến người ta rùng mình. Hàng yêu phục ma trong chuyển thể phim hiện đại chỉ đơn giản là những hiệu ứng hình ảnh, nhưng sự thật được kể lại trong sách hoàn toàn không đẹp như vậy. Rất nhiều khán giả bình luận từ video trước rằng những điều tâm linh cuộc sống nói trong video đều là suy diễn. Nhưng nếu thực sự cầm nguyên tác Tây Du Ký trên tay, từng dòng chữ trong đó nhất định sẽ khiến chúng ta hiểu rõ. Vậy, Tây Du Ký nguyên tác thực sự kinh dị đến mức nào? Mời các bạn cùng tâm linh cuộc sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tây Du Ký được xuất bản với tác giả giấu tên trong những năm 1590 và không có bằng chứng trực tiếp còn tồn tại để biết tác giả của nó. Nhưng tác phẩm này được cho là của tác giả Ngô Thừa Ân. Tiểu thuyết thuật lại chuyến đi đến Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang, hay được gọi là Đường Tam Tạng, để thỉnh chân kinh, là một trong tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc. Tây Du Ký đã được làm lại vô số lần. Tuy nhiên, phiên bản năm 1986 của Tây Du Ký vẫn luôn được công chúng coi là tác phẩm kinh điển. Người người nhà nhà, không ai không biết đến Tây Du Ký như một ký ức tuổi thơ. Trong phiên bản năm 1986, Tôn Ngộ Không mới là Tôn Ngộ Không thực thụ. Hình ảnh của nhân vật này rất sống động và linh hoạt, không chỉ có pháp thuật cao siêu, sức chiến đấu vượt trội, mà còn đảm nhận trách nhiệm bảo vệ trong hành trình thu thập kinh điển. Mỗi khi Đường Tăng gặp nạn, luôn là Tôn Ngộ Không phát hiện đầu tiên và nhanh chóng đến cứu giúp. Nhiều người còn xem Tôn Ngộ Không là thần tượng của mình. Ngoài ra Chư Bát Giới, mặc dù là một con lợn tinh tham ăn, gian lận và chơi bời, nhưng bản chất lại không đến nỗi nào. Nhiều tình huống hài hước trong phiên bản Tây Du Ký năm 1986 đều do Chư Bát Giới mang lại. Có thể xem đây là nhân vật hài hước chủ chốt dù có chút phong cách khác lạ. Hình ảnh của Sa Tăng khi mới xuất hiện có vẻ dữ tợn, nhưng về sau cũng trở nên bình thường với tính cách chân thật và chất phác. Luôn làm việc chăm chỉ, không chút phàn nàn trên đường đi. Đường Tăng tâm địa nhân hậu, bên ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cứng rắn, được xem là hình mẫu lý tưởng của người xuất gia. Có thể nói việc xây dựng nhân vật trong phiên bản năm 1986 là rất thành công. Tuy nhiên trong nguyên tác Tây Du Ký, hình tượng của bốn thầy trò Đường Tăng hoàn toàn khác biệt với phiên bản điện ảnh. Thậm chí, chúng đã đạt đến mức độ thay đổi hoàn toàn tam quan của người đọc. Không ai tin Tôn Ngộ Không trong nguyên tác không hề là một Mỹ Hầu Vương tỏa sáng trong bộ giáp chiến, mà chỉ là một con khỉ có hình dáng lôi thôi, khuôn mặt gầy gò, thậm chí chiều cao chưa đến 120cm. Nguyên tác Ngô Thừa Ân miêu tả, anh ta có đôi mắt tròn, đôi tai dài, mặt đầy lông, khuôn mặt gầy, miệng nhọn và đôi má hóp lại. Thân hình chưa đến 4 feet. Vậy nên, mặc dù Tôn Ngộ Không có tạo hình đẹp trên phim, nhưng không có gì ngạc nhiên khi trong một số tập, nhân vật này khiến mọi người sợ hãi. Thậm chí có người còn gọi Tôn Ngộ Không là Mao Diện Lôi Công. Trong nguyên tác, Chư Bát Giới cũng chỉ là một con lợn đen đúa. Không chỉ không giống trong phim truyện với vẻ ngoài trắng trẻo và mập mạp, mà hoàn toàn không có hình dáng của con người, thậm chí khiến mọi người sợ hãi. Chương thứ 18 của Tây Du Ký, đoạn Cao Lão Thái ở Cao Lão Trang muốn tuyển một người con rể cho con gái lớn, Cao Thúy Lan. Chư Bát Giới biến phép trở nên đẹp trai và đã trúng tuyển. Khi mới đến, anh ta là một người đàn ông đen và béo, nhưng sau đó biến thành một người đàn ông to lớn, miệng dài, giống một tên ngốc có tai to, có tóc sau gáy, thân hình thô kệch và đáng sợ, đầu và mặt như lợn. Như vậy, xét từ nguyên tác, Chư Bát Giới là một con lợn đen. Ngoài ra, các chuyên gia nghiên cứu về lợn cũng phân tích, lợn trước những năm 1950 đều là lợn đen truyền thống, mãi sau này lợn trắng mới du nhập vào Trung Quốc. Cứ tưởng tượng đúng như miêu tả, thì hình ảnh Bát Giới mập mạp trắng trẻo của chúng ta thực tế chỉ là hư cấu. Còn nhân vật khờ khạo, thật thà như Sa Tăng trong nguyên tác, vốn là yêu quái sinh ra từ cát lún, cao khoảng 4 mét, màu da xanh như tràm,
Điều đáng sợ nhất là miệng hắn giống như một cái chậu máu, răng giống như những mảnh đinh, ánh mắt thì lấp lánh như hai chiếc bóng đèn rực rỡ. Phần đầu tóc màu đỏ khiến Sa Tăng trông vô cùng khó gần. Trên ngực còn đeo một chuỗi vòng cổ có hình đầu lâu, được cho là xương sọ của 9 người hành hương mà hắn đã ăn thịt. 9 người hành hương đó chính là sự chuyển sinh của Đường Tăng qua 9 kiếp. Sa Tăng từng giải thích với Quan Thế Âm Bồ Tát rằng anh ta ở nơi đây đã ăn thịt vô số người. Từ trước đến giờ những người đi qua đây đều bị anh ta ăn thịt. Phàm là đầu lâu còn sót lại, ta đều ném xuống sông Lu Sa này và chúng đã chìm hết xuống đáy. Nước con sông này lồng ngỗng cũng không thể nổi lên. Nhưng kỳ lạ, chỉ có 9 cái đầu lâu của người đi lấy kinh này là nổi đành bềnh trên mặt nước, không chìm xuống. Ta cho rằng đây là những vật lạ nên đã lấy dây sâu lại thành một chuỗi vòng đeo trên cổ, để khi rảnh rỗi thì lấy ra xem. Đường Tăng là một phàm nhân, mỗi ngày lại đi theo 3 con quái vật xấu xí, đúng là rất khó chịu. Xét về ngoại hình, việc 4 thầy trò đi bên nhau cũng rất kỳ quái. Khi Sa Tăng cao khoảng 4 mét, mũi của Trương Bát Giới dài gần bằng chiều cao của Tôn Ngộ Không. Với cái mũi dài như thế, chắc chắn chiều cao của Trương Bát Giới cũng không thấp chút nào. Trong khi đó Đường Tăng chỉ cao 1m7, còn Tôn Ngộ Không chỉ khoảng 1m3. Không có gì ngạc nhiên khi thầy trò họ ở đâu cũng bị người khác vây quanh. Nhưng thực tế thì diện mạo không phải là lý do chính khiến các nhà làm phim và chương trình không dám làm lại, mà vì các chi tiết trong chuyện còn đáng sợ hơn nhiều. Bản gốc của Tây Du Ký thực sự kinh dị với những hình ảnh đầy bạo lực và đẫm máu, thậm chí lật đổ nhận thức của con người hiện đại. Vậy tại sao người ta lại nói rằng sự tàn nhẫn trong nguyên tắc Tây Du Ký khiến người ta phải rùng mình? Dưới đây chỉ là một số chi tiết có thể minh họa. Trong suốt 100 hồi của Tây Du Ký còn rất nhiều điều đáng sợ. Trong các phim và chương trình truyền hình về Tây Du Ký, hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng cùng đồ đệ mặc dù thường xuyên gặp phải yêu quái, nhưng những nơi họ đi qua đều rất đẹp. 4 thầy trò vừa chiến đấu với quái vật, vừa thưởng thức phong cảnh. Nhưng trong nguyên tắc, hành trình của Đường Tăng và các đệ tử lại không hề dễ chịu như vậy. Rất nhiều cảnh tượng đẫm máu và tàn bạo không chỉ không phù hợp với trẻ em, mà ngay cả nhiều người trưởng thành cũng không thể không cảm thấy rùng mình với những chi tiết này. Nó thực sự giống như một bộ phim kinh dị với những con quỷ lang thang khắp nơi. Thậm chí việc lột da và rút gân cũng trở nên bình thường. Trong câu chuyện về việc Đế Vương Diêm La dẫn dắt Đường Thái Tông tham quan địa ngục, Ngài đã đi dạo một vòng quanh địa ngục và tận tình hướng dẫn cho Thái Tông. Tại bạt thệt địa ngục, những kẻ xấu xa đã bôi nhọ người khác trong đời sống sẽ bị rút lưỡi, và ngay cả khi được tái sinh, họ cũng sẽ không có lưỡi. Ngoài ra, trong dầu oa địa ngục còn có một cái chảo dầu khổng lồ chuyên giam giữ những kẻ buôn bán gian lận, lừa dối dân chúng, nên phải chịu đựng sự tra tấn trong chảo dầu sôi sục. Những cảnh tượng tàn nhẫn như vậy lại là điều phổ biến nhất trong âm phủ. Không có gì ngạc nhiên khi Đường Thái Tông lại bị hoảng sợ, chân tay mềm nhũn không thể di chuyển. Những hình ảnh trên chỉ là phần mở đầu. Khi Đường Tăng bước chân xuống con đường thu thập kinh điển, Ngài đã gặp phải một con hổ yêu. Đường Tăng cùng 2 thị vệ chưa kịp phản ứng thì hổ yêu đã lao tới giết chết 2 thị vệ, lập tức moi bụng lấy tim gan của họ ăn sống ngay trước mặt Đường Tăng. Trong nguyên tác, Trương Bát Giới và Sa Tăng cũng không phải là những nhân vật hiền lành chất phác. Trương Bát Giới thích nhất là ăn người, còn Sa Tăng trước khi gặp Đường Tăng thì trực tiếp ăn hết toàn bộ thân xác của Đường Tăng sau 9 kiếp. Đồng thời, hắn còn sâu chuỗi sọ của 9 người này thành một chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị và mỗi ngày treo trên cổ để ngắm nhìn. Trong nguyên tác, khi Sa Tăng giới thiệu bản thân, đã từng nói tiểu phu hay ngư dân gặp hắn sẽ phải bỏ mạng. Người qua lại đều bị hắn nuốt chửng không còn gì. Ngoài Trương Bát Giới và Sa Tăng, các thú cưng của nhiều vị thần khác cũng vô cùng hung hăng độc ác. Điều chúng thích nhất là biến người thành món ăn, trình diễn đủ kiểu ăn tươi nuốt sống. Thậm chí thú cưỡi của Quan Thế Âm Bồ Tát là Kim Mao Hống còn xuống trần ăn thịt trẻ em. Ngay cả những người phụ nữ có vẻ yếu đuối của Nữ Nhi Quốc khi gặp một nam nhân lạc vào vương quốc cũng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Họ sẽ bắt nam nhân này giao hợp đến khi không chịu nổi mà chết, sau đó treo xác họ lên như một vật trang trí. Nếu theo nguyên tắc, làm sao người xem có thể thấy được chút tình cảm dịu dàng trong các bộ phim? Những điều chúng ta vừa kể trên vẫn chưa phải đáng sợ nhất. Trong nguyên tắc Tây Du Ký, cảnh tượng đáng sợ nhất có lẽ là ở Sư Đà Lĩnh. Vậy với vai trò là một trong những địa điểm kinh khủng nhất trong nguyên tắc,
Sư Đà Lĩnh thực sự đáng sợ đến mức nào. Khác với phim ảnh, câu chuyện trong nguyên tác tràn ngập âm mưu và toan tính. Tôn Ngộ Không, nhân vật được yêu thích, lại là một ác quỷ giết người không chớp mắt. Chư Bát Giới và Sa Tăng là những quái vật ăn thịt người. Thậm chí ngay cả Đường Tăng, với mô tả đầy lòng từ bi, trước khi một lòng hướng thiện cũng từng giết người. Trong hồi 9, khi nói về thân thế của Đường Tăng viết rằng cha Tam Tạng tên là Quang Nhụy, thì Đỗ Trọng Nguyên rồi lấy vợ là Ôn Kiều, con gái thừa tướng. Trên đường đi nhậm chức Chi Châu, quận thành Giang Châu, vợ chồng Quang Nhụy đi đò qua sông Hồng Giang. Tay lái đò Lưu Hồng thấy Ôn Kiều xinh đẹp thì cùng đồng bọn Lý Bưu đánh chết Quang Nhụy, vứt xác xuống sông, ép Ôn Kiều làm vợ. Bà khi ấy đã mang thai nên nhịn nhục làm vợ của Lưu Hồng. Để đảm bảo tính mạng cho con, Ôn Kiều đã cắt đứt nửa ngón út chân trái của Tam Tạng làm dấu, viết một lá thư máu kể ngọn ngành câu chuyện cùng danh tính cha mẹ, rồi thả con trai trôi sông. 18 năm sau, Tam Tạng biết được thân thế, xuống núi báo thù cho cha mẹ. Sau khi Lưu Hồng bị bắt thì Đường Tăng ngay lập tức đã ra tay trả thù. Ông tự tay chặt đầu Lưu Hồng nhưng vẫn chưa thấy hả giận, bèn lột da và móc tim ông ta. Hành động này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Đường Tăng trong phim ảnh, người mà đến cả một con kiến cũng không nỡ dẫm đạp. Sự tàn nhẫn của bản chất con người được thể hiện một cách rõ nét tại Sư Đà Lĩnh. Ở đây, xương người chất thành núi, nằm dày đặc, trông như một khu rừng rậm rạp, và tóc người được tạo thành hình những tấm thảm, phần thịt đã thối rữa thành đất, cây cối bọc đầy gân máu của người. Điều đáng sợ nhất là một số xác chết đã bị phơi khô thành những bộ xương sáng bóng. Không hề quá lời khi nói rằng nơi đây giống như một biển máu, thậm chí từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Những yêu quái ở phía đông tùy tiện cắt thịt người ra để nấu ăn, trong khi yêu quái ở phía tây thích hấp, chiên hoặc hầm thịt người. Khi Đường Tăng cùng bà đệ tử đến đây, họ đã chứng kiến những cảnh tượng máu me khủng khiếp này. Theo như mô tả trong nguyên tác, khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy cảnh này từ cách một dặm so với Sư Đà Lĩnh, đã bị dọa đến nỗi ngã lăn ra đất, không đứng dậy nổi. Gần như toàn bộ dân chúng ở Sư Đà Lĩnh đã bị những yêu quái này ăn thịt. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của các Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, thì có lẽ Đường Tăng và những đồ đệ cũng đã trở thành một món ăn. Một số học giả cho rằng tiểu thuyết châm biếm sự suy yếu của chính quyền phong kiến Trung Hoa thời đó. Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận khác cho rằng hình ảnh kết hợp của thầy trò Tam Tạng lại ẩn giấu một khái niệm sâu sắc hơn nhiều, đó là về tâm. Ngoài ra, có những chi tiết mang ẩn ý sâu xa, nếu không am hiểu kỹ thì dễ gây hiểu lầm. Ví dụ, chi tiết A Nan và Ca Diếp đòi Đường Tăng phải dâng bát vàng mới truyền kinh thư. Nhiều người hiểu thô thiển rằng A Nan và Ca Diếp đòi hối lộ. Thực ra, làm gì có chuyện vòi vĩnh của đút lót ở cửa Phật. Trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, Ca Diếp đứng hạng 3, A Nan đứng thứ 10, đều đắc quả A La Hán, dứt bỏ hết các lậu, họ không còn vướng lụy vào những của cải châu báu trên thế gian. Chiếc bình bát bằng vàng nguyên là của vua Đường tặng cho Đường Tăng. Vì thế trong tình huống này, nó là tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian. Để lãnh kinh báu của Phật, dâng nạp bình bát là ngụ ý. Muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật, con người phải chịu lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục. Tây Du Ký nguyên tác có thể xem là một phiên bản đen tối chân thực vì miêu tả quá chi tiết và ghê rợn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cách chúng ta hiểu về nó và giá trị hiểu được từ tác phẩm. Đừng quên để lại chia sẻ của mình bên dưới và đón xem thêm nhiều video hấp dẫn về bí ẩn Tây Du Ký trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống nhé! Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn!